Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Những ai yêu mến danh hài Vân Sơn có lẽ đều biết, cậu ruột anh chính là cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tính và em họ của anh cũng là một tài tử cực kỳ nổi tiếng trên màn ảnh Việt, Johnny Trí Nguyễn. Tháng 4 năm 1990, Vân Sơn theo gia đình sang Mỹ và nhanh chóng nổi tiếng tại hải ngoại. Năm 1994, anh lập trung tâm Vân Sơn vừa biểu diễn vừa đào tạo ca sĩ, nghệ sĩ trong giới văn nghệ Việt Nam tại hải ngoại. Vài năm trước, Vân Sơn chăm chỉ về nước hoạt động, anh còn xây dựng nhà hát riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù gia đình có nhiều người nổi tiếng và giàu có, nhưng gia thế của danh hài còn bề thế hơn nhiều những gì công chúng đã biết bấy lâu nay. Trong đó phải kể tới vợ chồng người em họ là con của người cậu thứ ba Nguyễn Chánh Hồng, hiện đang sinh sống tại Houghton, Mỹ, thuộc hàng tỷ phú người Việt ở xứ sở cờ hoa. Em rể Vân Sơn hiện đang là chủ hệ thống nhà hàng nước tiếng ở Houghton và cũng là chủ công ty sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cho các nhà hàng casino khắp nước Mỹ với hàng ngàn nhân viên. Mới đây, Vân Sơn đăng clip dài gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ kể về gia thế của mình cũng như tự hào về vợ chồng người em là con cậu thứ ba Nguyễn Chánh Hồng, em ruột mẹ danh hài Vân Sơn. Em rể Vân Sơn không chỉ sở hữu hệ thống nhà hàng nước tiếng tại Houghton, Mỹ mà còn là chủ nhà máy sản xuất thực phẩm, thức ăn chế biến sẵn với hàng ngàn nhân viên chuyên cung cấp cho các nhà hàng casino của người Mỹ và người châu Á, trong đó có cả chợ người Việt ở khắp các tiểu bang nước Mỹ. Ngoài ra, nhà hàng Kim Sơn của em rể Vân Sơn còn có chi nhánh nằm trong khu thương mại lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Houghton là Sài Gòn Houghton Plaza, trên đường Plaza đắt đỏ, được coi là quả tim của cộng đồng người Việt nơi đây. Danh hài Vân Sơn được khán giả biết đến và yêu thích từ những năm 90 của thế kỷ 20. Anh cùng với Bảo Liêm đã tạo nên những tiết mục song tấu được nhiều người hâm mộ, không kém gì cặp đôi Hoài Linh Chí Tài. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam danh hài lại là người khá kín tiếng, hiếm khi nhắc về chuyện vợ con với giới truyền thông. Mới đây trên trang cá nhân, danh hài Vân Sơn vừa đăng tải hình ảnh bên vợ thời trẻ và loạt ảnh hiện tại, cùng những lời chúc ngọt ngào đến bà xã dịp sinh nhật. Cụ thể, nam nghệ sĩ viết: "Có dịp ngồi nhìn kỹ dung nhan người yêu dấu, đúng là nàng có nét đẹp vượt thời gian, nhưng thời gian thì trôi đi nhanh lắm, tại sao em không trôi đi cùng với thời gian mà cứ lững lờ lặng lẽ lầm lì ở bên anh? Trời ơi, còn hơn là bài hát 10 năm tình cũ, bao nhiêu năm rồi mà còn đó y nguyên, happy birthday bà xã." Bài đăng của nam danh hài Vân Sơn nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Phần phía dưới bằng bình luận, ai nấy đều để lại những lời chúc mừng sinh nhật đến bà xã của anh, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ cho tình cảm hạnh phúc của cặp vợ chồng này. Theo chia sẻ của danh hài Vân Sơn, anh quen bà xã trong một dịp tình cờ khi mới sang Mỹ. Cả hai từng có khoảng thời gian dài hẹn hò và quyết định kết hôn vào năm 1990. Vân Sơn cho biết, bà xã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh có thể phát triển sự nghiệp, theo đuổi đam mê. Nhận xét về vợ của mình, nam danh hài chỉ nói ngắn gọn, đây là một người phụ nữ biết kiên nhẫn, chịu đựng. Được biết, hiện tại nam danh hài Vân Sơn và bà xã đã có hai cậu con trai ở tuổi khôn lớn. Anh thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ. Song Vân Sơn luôn khẳng định anh là người rất chung thủy trong mối quan hệ tình cảm vì có một người bạn đời tâm lý biết san sẻ cùng anh chuyện nhà cửa, chăm sóc con cái. Trong clip Vân Cưng khoe cơ ngơi siêu khủng của em rể, theo tiết lộ của danh hài, người em rể của anh thuộc diện tỷ phú ở Mỹ với khối tài sản khổng lồ. Trong clip, Vân Sơn chia sẻ, ai cũng biết Nguyễn Chánh Tính là cậu út của Vân Sơn, nhưng Nguyễn Chánh Tính chỉ đẹp trai trên phim ảnh thôi, còn ngoài đời là thua mấy cậu xa lắc. Cậu năm của Vân Sơn là ba của Nguyễn Chánh Trực, Johnny Nguyễn và Nguyễn Chánh Trí, Johnny Trí Nguyễn. Cậu năm đờn ca ngon lành lắm. Thời của mẹ Vân Sơn, cậu ba, cậu năm, cậu sáu và cậu Nguyễn Chánh Tính ai cũng văn nghệ rất hay, các cậu đẹp trai vô cùng. Năm 1960, cậu ba Nguyễn Chánh Hồng còn giành giải lực sĩ đẹp nhất châu Á. Giờ cậu ba 87 tuổi rồi mà khỏe và tuyệt vời lắm. Ngọc Trinh là con cậu ba, Tấn là chồng Ngọc Trinh. Ngọc Trinh lớn lên ở Houghton và gặp Tấn ở đây. Tấn đem Trinh về làm bà nội trợ, còn hiện nay Trinh và Tấn đã là ông bà ngoại rồi. 31 năm trước, khi Vân Sơn qua tới Houghton, Tấn với Trinh ra sân bay đón. Lúc đó Kim Sơn mới có một nhà hàng thôi. Vân Sơn ở nhà của Tấn và Trinh tại Houghton hơn một tuần lễ.
Tấn dắt Vân Sơn đi hết một vòng Houghton, ngày đi chơi, tối ra nhà hàng, đưa nguyên menu, muốn ăn gì thì ăn. Lúc đó, Tấn nói với Vân Sơn, anh đi California thăm cậu mợ xong. Trở về bên này, nhà hàng bên này có tiệc cưới, toàn bộ tiệc cưới em giao hết cho anh. Vân Sơn đinh ninh là qua Atlanta mà không được thì về Houghton làm nhà hàng tiệc cưới cũng được. Nhưng xui, qua California văn nghệ nở rộ quá nên ở lại luôn. Cũng trong clip này, Danh Hài Vân Sơn ngồi trò chuyện cùng người em rể tên Tấn mà theo cách nói của Danh Hài là đẹp trai, tài giỏi, con nhà giàu. Em rể Vân Sơn kể năm 1979, gia đình tôi có mặt ở Houghton, Mỹ. Lúc đó Houghton chỉ có 4-5 cái nhà hàng thôi, đi ăn, thấy mình có cơ hội cao trong ngành nhà hàng. Sau 2 năm, cả nhà đi làm thuê làm mướn, dành dụm, gom được mười mấy ngàn đô rồi mướn nhà hàng của bác ca sĩ Song Ngọc. Mình mướn để thử thời vận, chứ có tiền sang lại, nhưng chỉ trong 9 tháng mà được cộng đồng người Việt ủng hộ quá, nên một năm sau là mở một nhà hàng kéo dài 10 năm, rồi mở thêm một nhà hàng nữa, trên lầu là nhà hàng tiệc cưới có sức chứa 600 người, dưới là 400 chỗ. Trong 10 năm tiếp phát triển thêm những nhà hàng khác. Đặc biệt năm 2005, mở nhà hàng Kim Sơn ở Sài Gòn, Houghton Plaza trên đường Plaza là con đường đắt nhất của cộng đồng người Việt tại Houghton. Những món ăn ở đây đều thuần túy Việt Nam cho người Việt Nam, món gì cũng có và giữ đúng hương vị Việt. Từ đó tới nay, người em rể của Vân Sơn đã phát triển nhà hàng thành hệ thống với nhiều chi nhánh đồ sộ, nằm trên những khu đất vàng của người Việt tại Houghton. Và đặc biệt, anh còn cả mở cả nhà máy sản xuất thực phẩm chế biến sẵn cung cấp toàn nước Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.